Well, video này rất là đặc biệt vì đa số chúng ta ai cũng đều muốn kiếm được con số 10.000 đến 15.000 đô la một tháng, tương đương khoảng 230 triệu đến 345 triệu trên tháng. Vậy công việc đó là gì? Có thực sự uy tín hay không? Thì mời các bạn xem hết video. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiếm Tiền Online Tập 1, kênh chuyên cung cấp các thông tin hữu ích về các công việc kiếm tiền online tại nhà. Vừa qua, có một bạn rất là dễ thương gửi email cho Ben muốn tìm một công việc 10.000 đến 15.000 đô la một tháng để lo cho gia đình. Thiệt sự mà nói thì ai cũng đều muốn lo cho gia đình, đặc biệt là những anh chị nhà có con nhỏ luôn muốn kiếm thêm để lo cho con, hoặc là các bạn học sinh, sinh viên thì muốn kiếm thêm một phần nào đó để phụ giúp việc học, phụ giúp ba mẹ. Cuộc sống nhìn đâu cũng có tình thương cả, nhưng chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh với cái mong muốn kiếm tiền của chúng ta. Đầu lạnh nghĩa là phải tỉnh táo. Công việc kiếm từ 10.000 đến 15.000 đô la một tháng là có, nhưng không phải ai cũng làm được. Và nếu như bạn không có bằng cấp nè, vốn nè, kỹ năng mềm nè, ngoại ngữ nè, thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời để có được những thứ Ben vừa kể và dùng nó để kiếm được công việc 10.000 đến 15.000 đô la một tháng. Ben nói tới công việc chân chính nha, còn những công việc giàu nhanh như là đi sang Campuchia làm việc, có các anh lính gác tứ phía, hoặc là các công việc đa cấp bẳng mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên YouTube, hoặc là các công việc mà người ta hứa hẹn sẽ giàu nhanh, thì Ben khuyên các bạn một câu là chạy ngay đi trước khi lại rồi. Vậy, Ben sẽ chỉ cho các bạn hai công việc giúp các bạn có thể kiếm được 1.000 đô la mỗi tháng mà không cần vốn và hoàn toàn uy tín. Để các bạn có vốn, sau đó tìm công việc 10.000 đô sao? Chúng ta phải có vốn trước đã, phải nuôi cái miệng trước đã. Công việc thứ nhất, đó chính là Toluca. Toluca là một trang web nước ngoài có cả ứng dụng trên điện thoại. Các bạn chỉ cần làm các công việc theo yêu cầu là được trả tiền. Nếu các bạn không biết ngoại ngữ thì cũng đừng quá lo lắng. Vì đã có Ben ở đây rồi, hãy vào kênh của Ben để xem thêm. Các bạn vào kênh YouTube của Ben, nhấn vào mục danh sách phát, tìm danh sách phát có tên là Kiếm tiền tại nhà với AppToluca. Nhấn vào để xem tất tần tật về Toluca, từ cách đăng ký tài khoản, hướng dẫn làm việc, cách rút tiền. Ôi thôi, phải gọi là full HD không che luôn. Công việc thứ hai đó chính là Shelly. Shelly là một ứng dụng kiếm tiền tại nhà từ công việc bán hàng online không cần vốn, do người Việt phát hành nha các bạn ơi. Chúng ta chỉ việc đăng hình ảnh sản phẩm lên bán thôi, còn việc giao hàng, đóng gói hàng thì đã có Shelly rồi. Nếu như trước giờ các bạn chưa từng bán hàng thì cũng đừng quá lo lắng, biết tại sao không? Vì đã có Ben ở đây rồi, hãy vào kênh của Ben để xem thêm. Các bạn lại vào kênh YouTube của Ben, nhấn vào mục danh sách phát, tìm danh sách phát có tên là bán hàng online không cần vốn trên app Shelly. Nhấn vào để xem trọn bộ về Shelly, nào là cách hướng dẫn đăng ký tài khoản, cách rút tiền, hướng dẫn mẹo bán hàng, mẹo bán ngàn đơn vân vân. Nói chung là cũng full HD không che luôn. Hy vọng là sẽ giúp cho tất cả các bạn kiếm được thu nhập để lo cho mái ấm của mỗi chúng ta. Thấy hay thì nhấn like video ủng hộ Ben, ra thêm nhiều video hữu ích cho mọi người trong thời gian tới. Và đừng quên đăng ký kênh Follow Ben để nhận được thông báo khi video mới ra lò. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và kiếm được thiệt là nhiều tiền. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!